Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, ngày 21 tháng 5, Hùng Huyền Đông Anh mới về cặp loa Pioneer rất đẹp, có model là T88. Cặp loa T88 của hãng Pioneer được thiết kế 3 đường tiếng gồm 1 bass 30, 1 loa trung và 1 loa tép. Trung và tép của cặp loa này là trung đôm và tép đôm. Bass của loa, màng giấy, gân cao su, và đặc biệt cặp loa này gân vẫn là gân zin, chưa hề thay thế. Có bao giờ em nghĩ rằng tình yêu như trái táo thơm ngọt đắng, và khi vỗ cánh bay rồi biết mất nhau rồi. Pioneer T88 có công suất 80W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 90 decibel. Ôi người ơi, đừng nhắc. Loa có chiều rộng 36, chiều cao 63 và chiều sâu là 33 cm. Cặp loa này có hình thức tuyệt đẹp. Vỏ loa được làm bằng gỗ lạng, màu vân gỗ rất đẹp. Và đặc biệt thiết kế ở mặt trước của loa bố trí rất hài hòa và đẹp mắt. Quý vị có thể vừa nghe nhạc và vừa trưng bày rất đẹp trong căn phòng âm nhạc. Hiện tại cặp loa Pioneer T88 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 16 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ Góc Ngã Tư, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Mai đây với thằng ngày dài cõi lòng tê tái. Về đi, em hãy về. Từ đây gió xa mây buồn hơn lá thu bay, mất em rồi tôi còn gì, còn chẳng đi nữa những kỷ niệm xưa. Người có oán trách không người, nuối tiếc không người, khóc hay cười để rồi cũng lìa xa.